Xin chào quý anh chị đang theo dõi kênh Cà phê Bất Động Sản, và hôm nay kênh Cà phê Bất Động Sản sẽ review lại cho quý anh chị một dự án nằm ở tại khu vực quận 9 có tên gọi là Park Riverside. Dự án Park Riverside nằm ở phường Phú Hữu, đường Bưng Ông Thoàng, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư MAK Group. Dự án Park Riverside nằm ở hai mặt giáp sông. Chính vì vậy, với tên gọi Park Riverside thì cái dãy nhà nào đối diện với sông và công viên thì dãy đó mang lại giá trị cũng như là sự tăng giá tốt nhất cho đến thời điểm bây giờ. Hiện nay Flycam đang bay về hướng giai đoạn 1 của dự án Park Riverside. Giai đoạn 1 của dự án Park Riverside được mở bán vào cuối năm 2015, đầu năm 2016, có giá bán từ 2 tỷ 8 cho đến 3 tỷ 2 một căn. Vì hiện nay giá giao dịch từ 5 tỷ 6 cho đến 5 tỷ 7 một căn, thưa quý anh chị. Và đây chính là hồ điều tiết của dự án Park Riverside. Hồ điều tiết của dự án này thì nằm ở giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Hồ điều tiết rất là rộng, hiện nay trồng sen cũng như là nuôi cá ở tại khu vực này, có thể thư giãn, tập thể dục thể thao. Và phía bên giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì giai đoạn 2 được chủ đầu tư MK mở bán từ tháng 4 cho đến tháng 6 năm 2017 và có giá bán từ 3 tỷ 670 một căn với những căn diện tích ngang 5 và 15. Và hiện nay giá giao dịch ở tại giai đoạn 2 này từ 5 tỷ 7 cho đến 6 tỷ một căn, thưa quý anh chị. Và trên mạng nhỏ quý chị mình đang theo dõi đó chính là một bên, phía bên tay trái quý anh chị đó chính là những dãy shop house diện tích ngang 5 và 15. Và những căn phía bên tay phải là những căn biệt thự đơn lập. Những căn biệt thự đơn lập có diện tích ngang 12, dài 30, 360m². Và giá của chủ đầu tư mở bán là trung bình từ 14 tỷ 8 một căn. Và bên này chúng ta chỉ duy nhất có 5 căn biệt thự đơn lập như thế này thôi. Và hiện nay giá giao dịch ở những căn biệt thự đơn lập này rơi vào khoảng 20 cho đến 25 tỷ một căn. Và Flycam đang quay về hướng hồ điều tiết. Ở phía sau lưng cũng như là khu sân vườn của những căn biệt thự đơn lập này rất là đẹp, thưa các anh chị. Có thể nói đây là nơi mà hiện nay ở tại khu vực quận 9 được khai thác hai mặt giáp sông, chưa có bất kỳ một cái dự án nào có thể khai thác được hai mặt giáp sông tốt như dự án Park Riverside ở tại khu vực quận 9 này, trừ dự án Vinhome Grand Park ra. Tại vì Vinhome Grand Park thì nó nằm ở khúc sông Đồng Nai, nó là một khu đô thị, chính vì như vậy không thể so sánh với dạng Park Riverside này được, rất là khập khiễng, thưa các anh chị. Và Flycam đang bay một vòng của dự án Park Riverside. Thưa các anh chị, đoạn video đến đây cũng đã kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị mình đã dành thời gian theo dõi đoạn video clip về dự án Park Riverside được review bởi kênh Cà phê Bất Động Sản. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.